Kính thưa quý vị, và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại cùng với các chuyên gia và chúng ta sẽ đến với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hoài Nam. Chúng ta vẫn biết là có những bệnh tật thì có thể liên quan đến nguồn nước khi mà chúng ta sử dụng. Cụ thể đó là những bệnh tật gì ạ? Kính thưa quý vị khán giả, thì có rất là nhiều các loại bệnh có thể gây ra do nước gây ra. Thì như vừa nãy chúng tôi cũng đã nói, tức là có những bệnh cấp tính. Cấp tính chẳng hạn là bệnh nhân vừa mới sử dụng nước đó xong vài tiếng sau là có thể là bị bệnh liền, giống như là bệnh viêm ruột cấp tính, tiêu chảy, viêm dạ dày, hoặc là các cái bệnh đau mắt, nếu mà sử dụng nguồn nước bẩn ngay thì có thể là bị đau mắt đỏ, hoặc là bị viêm da rồi chàm, nấm, tất cả rất nhiều bệnh cấp tính. Về loại thứ hai là các bệnh viêm mãn tính, tức là những bệnh này thì tích tụ mỗi ngày do sử dụng nguồn nước bẩn, cho nên là mỗi ngày tích tụ một ít thì có thể là gây ra những tình trạng như là viêm đại tràng mãn, viêm ruột mãn, viêm dạ dày mãn. Đặc biệt là trong một số những trường hợp nếu cái nguồn nước bẩn nó tích tụ lâu ngày thì có thể gây ra nhiễm độc trì hoặc là nhiễm độc về sắt, và một số trường hợp có thể dẫn đến bệnh ung thư đường tiêu hóa, hoặc ung thư da, hoặc là ung thư các cái cơ quan khác trong cơ thể. Vâng, chúng ta cũng biết rằng là trong một cái khảo sát về ý kiến của những người dân mà quan tâm đến các vấn đề bệnh mãn tính hiện nay, thì tôi nhận thấy rằng là bệnh ung thư là một trong số những cái bệnh mà rất nhiều người quan tâm và thậm chí là họ lo lắng. Bởi vì chúng ta vẫn biết rằng là có rất là nhiều những căn bệnh ung thư sẽ diễn tiến âm thầm, và nếu như mà mình không phát hiện sớm và điều trị kịp thời thì có thể gây nguy hiểm đến với đại tính mạng của người bệnh. Vấn đề đó rất là đúng, bởi vì với ung thư thực tế ra là chúng ta phải đi khám để tầm soát, tức là tuổi bệnh nhân trên 40 thì nên tầm soát 1 năm 2 lần, bởi vì là nếu những trường hợp mà phát hiện sớm thì cái tỷ lệ chữa thành công hiện nay rất là cao. Có một số loại như ung thư tuyến giáp chẳng hạn, nếu mà chúng ta phát hiện sớm, chúng ta mổ sớm cho bệnh nhân thì có khi bệnh nhân sống mấy chục năm, sống chất lượng rất là tốt. Cho nên đối với những nơi nào mà sử dụng nguồn nước không bảo đảm lắm, hay là gần những nơi mà có thể gây ô nhiễm, vấn đề đầu tiên thì người dân ở đó thì thường xuyên đi tầm soát ung thư nhằm phát hiện sớm những bệnh ung thư và để có thể chữa khỏi những bệnh ung thư cho bệnh nhân. Vâng, chúng ta cũng có một cái câu đó là ung thư khi mà chúng ta phát hiện sớm thì chúng ta sẽ làm tăng được cái cơ hội điều trị triệt để cho người bệnh.